that sound, something is coming from underground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. We're not slowing down, something is coming from underground. Khi mà mình đã trang trí xong, mình đã bơm xong cái phần công chúa thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến sang đến cái phần mình trang trí hoa nhé. Thì trang trí hoa thì tùy theo cái bố cục để mà mình trang trí, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cái cơ bản, tức là khi mà mọi người trang trí hoa ít hoa ấy, thì mọi người sẽ đặt cái bông hoa nó thẳng. Đấy, mình sẽ đặt cái bông hoa nó sẽ thẳng xuống xuống nền. Đấy, giả sử như ở chân này nhé, mình đặt cái bông hoa này ở thành, thì với bông hoa này ấy, thì mình có cái thành nó làm điểm, nó che ở cái phần, thì mình sẽ nghiêng cái bông hoa ra một chút, nghiêng cái bông hoa ra ngoài để nhìn cái bông hoa nó được trực diện hơn. Thì mình sẽ bơm một chút kem vào đây này. Đấy, mình làm chân, sau đó mình sẽ gắn cái bông hoa này vào đây. Đấy, thì khi cái bông hoa này mình không lộ ở cái phần này. Nếu trường hợp mà mọi người đặt ở trên này nhá, mọi người mà đặt hoa ở trên ấy, ở trên mặt bánh mà ít hoa ấy, thì mọi người sẽ đặt thẳng trực tiếp như này cho mình. Mọi người sẽ đặt thẳng trực tiếp chứ mình không để nghiêng, bởi vì khi mà mình để nghiêng mình sẽ làm lộ mất. Mình sẽ làm lộ cái chân của cái hoa, thì nó sẽ không được đẹp bằng là so với mình đặt thẳng. Nếu mà mình mà có nhiều hoa thì mình sẽ đặt theo kiểu nghiêng nhé. Khi mà có nhiều hoa thì mọi người sẽ đặt nghiêng, ví dụ như bông này thì mình sẽ đặt nghiêng một chút. Đấy, mình sẽ có thể đặt nghiêng ra một chút. Đấy, bông mình sẽ đặt nghiêng bông hoa ra một chút này. Đấy. Còn mình sẽ hơi nghiêng, ví dụ như là mình có nhiều hoa thì mình đặt nó cái chân hoa nó sẽ chụm hết vào nhau. Thì mình cứ chia hoa, thì mình làm theo mẫu thì mình cũng tương đối giống là được. Thì mình sẽ kết hợp với nhiều, giả sử như là mình cứ lựa mình có bao nhiêu hoa thì mình sẽ xếp làm sao cho nó cân đối cái bánh là ok. Tiếp theo là mình sẽ đặt bông hoa ở đây nhé. Đó, sẽ chia bố cục bông hoa làm sao cho nó cân đối. Thì ở chỗ này thì mình sẽ tạo mấy cái cánh ở đây nữa để cho cái bông hoa nhìn nó được mềm mại hơn. Đấy, mình sẽ tạo mấy những cái cánh nhỏ ở đây nữa. Ở bên đằng trước thì mình sẽ tạo mấy cái cánh bé. Ở đằng chân này mình sẽ tạo một số những cái cánh nhỏ một chút này. Đó, mình sẽ tạo mấy cái cánh nhỏ ở đằng này. Mình trang trí thì nó là thiên biến vạn hóa, làm sao mà cho nó cái bánh nhìn nó được hài hòa được. Thì tiếp theo là mình sẽ xếp những cái hoa dại này, những cái hoa dại, hoa bé này cực kỳ là quan trọng. Thì mình sẽ đặt vào những cái góc mà nó lộ, thì mình sẽ đặt vào những cái điểm, những cái góc đó để che khuất đi. Mình sẽ bơm một chút kem vào đây để mà mình gắn hoa vào nó đỡ bị rơi nhé. Mình gắn ở thành này, mình bơm một ít hoa vào, ít kem vào. Sẽ cắm dây zip vào nhau thì nhìn nó thì nó sẽ không có bị rơi nhé. Mình cứ dí cắm vào bánh bên trong để cho nó dính cái kem vào bên trong là được. Đó, mình sẽ cho nhiều hoa này một chút vào cái phần này thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Mình sẽ cho một vài bông lên trên nữa. Ở phần đằng sau này thì mình cũng ít, khi mà mình nhìn cái bánh thì mình nhìn theo trực diện như này thì nó sẽ không có ở quá đằng sau, mình cũng không quan tâm nhiều quá ở đằng sau. Tiếp theo là mình sẽ gắn bằng cành lá ở dưới gạo nhé. Thì với cành lá này thì mình sẽ gắn ở những cái lá to thì mình sẽ che ở những cái vị trí nó cần thiết, nó che nó ở những cái góc mà nó xa chẳng hạn, thì mình sẽ cắm những cái lá to một chút. Với những cái lá nhỏ thì mình sẽ cắm ở cái khu vực gần hơn.